Về Nhất Thừa Phật Giáo theo Kinh Pháp Hoa, tức là chỉ có một thừa duy nhất thôi, xuyên suốt từ phàm phu mà lên tới quả vị Phật, chứ không có những con đường nào riêng rẽ hết. Nhưng mà khi chúng ta tu á, thì trải qua từng chặng đường nó khác nhau. Như bây giờ nó ở trong đạo tràng của chúng ta đây, mà có những người thì mới phát tâm tu, còn có những người đó thì có cái quá trình tu lâu rồi, có những người đó thì giữ được giới trong sạch, có những người đó thì còn phạm nhiều lỗi lầm, nó khác nhau. Cho nên nhìn chung là chúng ta thấy có một con đường xuyên suốt, nhưng mà người đi tới trước, người đi tới sau. Ngài Trí Giả Đại Sư đó nói là Ngài nhìn vào trong cái xã hội của loài người chúng ta đó, cũng giống như khi mà Ngài nhìn xuống một cái ao sen, nhìn xuống cái ao sen ở trước chùa Ngọc Tuyền, thì Ngài nhìn, Ngài thấy trong đó, đó nó có những cái cây sen mà nó mới vừa nảy mầm, có những cây sen mà nó lên thành cây nhưng mà còn ở trong bùn, có những cây sen mà ở trong bùn, ra khỏi bùn nhưng mà còn ở trong nước, có những cây sen thì lên khỏi mặt nước nhưng mà chưa trổ hoa, rồi có những cây sen thì đã trổ hoa. Cho nên nó nhìn quan sát vào trong cái cuộc sống của loài người chúng ta nữa, thì chúng ta thấy rõ nó như vậy đấy. Không ai giống ai hết, nhưng mà tất cả đều cùng một hướng đi về vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là thành Phật. Thì như vậy nó có người thành Phật trước và có người thành Phật sau, ta coi như đó là chuyện bình thường. Cho nên nếu mà ta đi trước đó, thì chúng ta có một cái tấm lòng rộng mở mà quan tâm tới những người đi sau. Chúng ta đã sạch nghiệp rồi đó, thì chúng ta quan tâm tới những người đó mà còn nhiều lỗi lầm, để giúp cho họ đó, từng bước họ trưởng thành lên ở trong đường đạo. Đó là cái lộ trình mà của Đức Phật đã vẽ ra cho mọi người chúng ta cùng tu hành. Thì bữa trước đó, Thầy mới nói được cái giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Tức là giai đoạn 1 đó, là chúng ta tròn cái tư cách của con người, là có tam quy và ngũ giới. Nhưng mà tam quy là căn bản, thì tam quy là cái mục tiêu mà chúng ta hướng tới. Thầy tam quy nó rõ ra đó, là chúng ta cầu trí tuệ, chúng ta cầu chân lý, và chúng ta cầu Bồ Đề quyến thuộc. Tại vì hướng về chân lý mà thiếu quyến thuộc Bồ Đề nữa, thì chúng ta cũng không làm được. Đó là cái sức mạnh mà của những người đồng hành đồng nguyện chúng ta. Cho nên ba cái này là quan trọng: quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Có nghĩa là thứ nhất là cầu vô thượng Bồ Đề là Phật, thứ hai là cầu tìm về chân lý, tức là trong sáng không lỗi lầm, thứ ba là cầu Bồ Đề quyến thuộc, tức là bạn đồng tu. Cho nên bạn đồng tu chúng ta, chúng ta rất mong mà có những người bạn tốt để giúp đỡ chúng ta.
Cho nên lúc nào nữa quý vị cũng nhìn thấy đó, có những người trên ta và có những người bằng ta và có người kém hơn ta, phải không? Nhìn thấy rõ được cái này. Người trên ta thì thầy ta, người bằng ta là bạn ta, và người kém hơn ta là ta có trách nhiệm để dìu dắt. Nhìn thấy như vậy đó mà hành xử như vậy đó, tức là đi theo cái lộ trình mà làm Phật. Cho nên giai đoạn một là tròn nhân cách con người, để làm sao mà ta không bị đọa xuống nữa, làm sao mà cái xã hội này đó nó coi ta làm con người tốt thôi, không phải là người xấu, người không phạm lỗi lầm. Rồi từ chỗ đó chúng ta vươn lên cái giai đoạn hai, ta gọi trên loài người một bước, tức là chư thiên. Chư thiên thì chư thiên là trên loài người, tại chư thiên nó có một cái đời sống mà nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát hơn loài người chúng ta. Nó không còn những cái tình cảm quỷ mị như con người, mà tình cảm họ rất là trong sáng và cao thượng. Thì đây là chư thiên, cho nên họ được mọi người trong xã hội kính trọng. Vì vậy mà ta nhìn kỹ thôi, chúng ta thấy có những người mà bị xã hội chà đạp, có những người mà được xã hội công nhận, và có những người mà được xã hội kính trọng. Đây là tầng trên. Trong loài người chúng ta thấy có ba hạng này. Được loài người kính trọng, tức là trên loài người bậc. Mọi người coi chúng ta là trên loài người bậc. Thì đây đó, chúng ta thường hay nói là bậc thầy tổ này. Thầy tổ này, bậc thánh hiền, ở đây trên loài người ta. Đó là những người tốt. Thì như vậy là chư thiên. Mà Đức Phật nói là loài người và chư thiên đó thì có thể phát Bồ Đề Tâm và hành Bồ Tát Đạo được. Dưới nữa thì không làm được, nhưng mà loài người chúng ta bắt đầu làm được rồi. Thế nên loài người mà sống một đời sống bình thường, mà nếu hãy ta phát Bồ Đề Tâm thì ta có thể hành Bồ Tát Đạo được. Ta đã phát Bồ Đề Tâm hành Bồ Tát Đạo, ta đã phát Bồ Đề Tâm là cầu vô thượng giác của chư Phật và cứu độ chúng sanh. Tại sao ta có nhìn lên là thấy chư Phật, nhìn xuống là thấy chúng sanh. Nhìn lên thấy chư Phật để ta học theo chư Phật, nhìn xuống thấy chúng sanh để ta cứu giúp chúng sanh. Đây là trên đường tu mà gọi là phát Bồ Đề Tâm, người phát Bồ Đề Tâm. Nhưng mà khi làm người phát Bồ Đề Tâm thì đương nhiên chúng ta không làm được việc lớn, nhưng mà chúng ta làm được việc nhỏ thôi. Những việc mà của con người thôi. Chứ những cái việc mà lớn hơn nữa của các vị Bồ Tát ta làm được. Cho nên lúc bây giờ đó, ta phát Bồ Đề Tâm thì ta cầu làm Bồ Đề quyến thuộc của các vị Bồ Tát. Các vị Bồ Tát công nhận chúng ta là quyến thuộc của Ngài, để ta làm cái việc cho các ngài. Đây là cái điều quan trọng nhất. Cho nên ta nương vào các vị Bồ Tát lớn mà Đức Phật nói, như là Bồ Tát Quán Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Quán Âm, Bồ Tát Thế Chí, Bồ Tát Dược Vương, Bồ Tát Di Lặc. Tất cả các vị Bồ Tát này đó, ta coi như là thầy của ta, và ta chỉ làm quyến thuộc của các ngài, nương theo các ngài chúng ta làm. Chứ còn bây giờ đó không có các ngài thì ta làm được. Thầy nói bây giờ khả năng của thầy thì không làm được gì hết, nhưng mà nhờ nương vào lực của các vị Bồ Tát cho nên làm được một số việc ở trong xã hội, là nhờ nương vào cái lực đó. Thì như vậy đó, thầy là quyến thuộc của các vị đó. Có những lúc mà thầy cảm nghĩ mình là quyến thuộc Bồ Tát Quán Âm, mà có những lúc thì thầy cảm nghĩ mình là quyến thuộc của Bồ Tát Phổ Hiền. Có những lúc thì thầy cảm nhận được mình là quyến thuộc của Bồ Tát Dược Vương. Đây là trên bước đường tu đó quý vị đó. Suy nghĩ kỹ rồi nhận ra chỗ đó. Thầy các ngài gia bị tới cho mình, cho nên mình làm được việc đó.
Thế nên Bồ Tát Dược Vương là có khả năng làm thuốc cứu người. Nhưng mà mình thì mình không có khả năng này. Nhưng mà có một lúc nào đó, phải không? Lúc nào đó mà mình được Dược Vương Bồ Tát gia bị tới, thì tự nhiên là mình có một cái sáng về chỗ này, mà mình có thể giúp được người chỗ này. Thầy nói ví như là Hòa Thượng Thiện Bửu ở quê Nghiêm hồi xưa. Thầy nói Hòa Thượng đâu biết làm thuốc. Hòa Thượng không biết làm thuốc. Nhưng mà bây giờ đó, có một người bệnh nặng mà thầy thuốc bó tay rồi. Thì bây giờ đó, cái người thân nhân đó tới chùa để nhờ Hòa Thượng cứu thôi. Nhờ Hòa Thượng cứu. Thầy thuốc bó tay, nhưng bây giờ nhờ thầy chùa cứu thì cái trường hợp này làm sao? Thành ra Hòa Thượng nghĩ là Bồ Tát Dược Vương gia bị tới cho mình, cho nên mới khiến những người tới tìm mình để nhờ cứu này, phải không? Cho nên Ngài thắp ba nén hương, Ngài lên bàn Phật, Ngài khấn Bồ Tát Dược Vương gia bị tới cho Ngài, để cho Ngài sáng suốt được mà cứu được cái bệnh này. Thì Ngài khấn như vậy xong rồi đó, Ngài ra vườn chùa đó, Ngài cứ đi một khúc đó, đi trong rừng mà hai mấy cái lá, đi một khúc nữa hai mấy cái lá, tức là lá trong rừng thôi, thành một nắm vậy đó. Ngài đem vô, Ngài bảo cái người chủ đó đó, đem về cái này đó, đổ nước vô nồi sắc lên rồi cho người bệnh uống sẽ khỏe đó, mạnh đó. Thì quả nhiên đúng như vậy. Thì cái này là Bồ Tát Dược Vương gia bị tới, cho nên mình không phải thầy thuốc mà làm thuốc cứu người được. Anh nói có lúc Bồ Tát Quan Âm gia bị tới cho mình. Gia bị tới cho mình thì mình trở thành Bồ Tát Quan Âm để cứu người. Bồ Tát Phổ Hiền gia bị tới cho mình thì mình gánh vác được các cái Phật sự lớn mà ngoại sức của mình. Cho nên khi mà thầy xây dựng học viện đó, là thầy nghĩ tới Bồ Tát Phổ Hiền nhiều hơn. Cái Bồ Tát Phổ Hiền đó, thì quý vị nhớ đó, dùng sức thần thông tự tại. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát là tự tại trong tất cả các pháp, Ngài có thần thông. Và chung quanh Ngài đó thì có Bát Bộ Thiên Long và có vô số Bồ Tát, phải không? Cho nên khi mà mình cầu Ngài đó mà được Ngài gia bị tới, Ngài chấp nhận mình là quyến thuộc đó, thì bây giờ cái số quyến thuộc của Ngài Phổ Hiền coi mình là bạn, coi Ngài là bạn, cho nên họ hợp tác với mình vô điều kiện. Thì như vậy đó, khi mà xây dựng học viện đó, thầy đã nghĩ tới cái điều này. Đây nó ngoài sức của mình rồi, làm sao làm được? Mà trong lúc trong tay mình không có tiền, thế nên chỉ có Bồ Tát Phổ Hiền mới làm chuyện này được. Thì lúc bây giờ đó, ngân hàng cho thầy vay mà không lấy lãi và cũng không có thời hạn. Quý vị thấy lạ không? Ngân hàng vay mà không lấy lãi mà vay vô thời hạn, chừng nào có trả. Nghĩa là cho nên đây là Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát gia bị tới mới có những cái hiện tượng mà ngoài sức mình. Thì làm đạo nó nhờ cái này. Cho nên ra làm Bồ Tát đó, mới phát tâm đó, thì nhờ cái sức gia bị của các vị Bồ Tát lớn thì ta mới làm được. Còn không có thì chúng ta không làm được. Cho nên cái điều quan trọng nhất á, là làm sao mà quan hệ được với các ngài. Quan hệ được với các ngài thì các ngài gia bị tới thì mới làm được việc. Hay nói một cách khác, các ngài giao việc cho mình mới làm chứ. Giao việc cho mình á, thì bây giờ đó là mình làm cho các ngài, phải không? Mình làm cho các ngài vì các ngài giao cho mình làm, tức là quản lý.
Tại vì làm cho các ngài thì quyến thuộc bồ đề của các ngài nữa, họ hợp tác với mình. Nhưng mà mình làm trái á, thì trường hợp đó họ bỏ. Cho nên nó có nhiều người có những cái công trình lớn nhưng mà bỏ nửa chừng, dở dang không làm được. Thầy nói này là Bồ Tát bỏ. Tại vì mình làm cái gì đó mà nó không còn đúng với cái nguyện ban đầu của mình nữa, phải không? Thì các ngài không ủng hộ được. Cho nên ráng nhớ cái điều này đó. Từ con người có thể phát Bồ Đề Tâm hành Bồ Tát đạo được. Mà phát Bồ Đề Tâm, cái này làm quyến thuộc Bồ Đề của các ngài, để các ngài gia bị tới cho mình, rồi mình mới thấy được cái việc mà nên làm và việc không nên làm. Thấy được việc nên làm này nữa, mình mới làm, thì các ngài mới gia bị tới được. Còn mình làm những cái chuyện không nên làm thì cái trường hợp làm sao các ngài gia bị được. Đó là cái điều quan trọng nhất cái khi hành Bồ Tát đạo. Cho nên từ cái con người mà phát Bồ Đề Tâm hành Bồ Tát đạo thì phải nhờ cái lực của các ngài gia bị tới. Nhưng bây giờ nếu mình hành Bồ Tát đạo, mình làm cái gì đây? Các vị nên nhớ cái này. Tức là phát Bồ Đề Tâm hành Bồ Tát đạo, tức là cái con đường hay cái lộ trình của các vị Bồ Tát đi. Các vị Bồ Tát lớn đi trước, mình là người đi sau, là đi theo con đường đó. Thành ra con đường đó đó, Đức Phật dạy mình cái gì? Phải nhớ cái căn bản này đó, để đây ta đi lên. Khi phát Bồ Đề Tâm rồi đó, thì cái điều đầu tiên á, là chúng ta nghĩ tới 6 pháp ba la mật hay là 10 pháp ba la mật của các vị Bồ Tát. Thì cái 6 pháp ba la mật hay là 10 pháp ba la mật này nó không phải bên Kinh Tạng Đại Thừa không, mà Kinh Tạng Nguyên Thủy cũng có rồi. Tức Đức Phật cũng có dạy cho các thầy tỳ kheo làm chuyện này, chứ không phải là không dạy. Nhưng phần lớn thì các thầy ít làm, cho nên cư sĩ làm nhiều hơn. Các thầy tỳ kheo mà làm thì cũng có mà ít, cho nên đây ta gọi là tỳ kheo Bồ Tát giới. Các thầy tỳ kheo mà phát Bồ Đề Tâm hành một Bồ Tát giới thì cái trường hợp này đã họ làm, chứ không phải không làm. Tại Kinh Nguyên Thủy đã có rồi, nhưng mà vì không làm, cho nên một số những cái điều mà Đức Phật có dạy, nhưng mà trong Kinh Nguyên Thủy, nhưng mà mấy thầy bên Nguyên Thủy đó không làm. Cho nên trường hợp đó, trong Kinh Nguyên Thủy thì Đức Phật có dạy cho ni chứ, cho ni xuất gia thọ giới. Nhưng mà Phật giáo Nguyên Thủy thì không có, không có chư ni thọ giới. Trong Kinh Nguyên Thủy thì Đức Phật có dạy hành Bồ Tát đạo, nhưng mà phần lớn là mấy thầy Nguyên Thủy không làm, chứ không phải không có làm. Có làm, nhưng mà rất ít người làm. Rất ít người làm Bồ Tát đạo. Cho nên cái thập ba la mật này nữa là có ở Nguyên Thủy, nhưng mà bên Kinh Điển Đại Thừa nữa mới khai triển ra nhiều, khai triển ra nhiều mặt. Thì ở trong cái Kinh Đại Thừa nữa, đầu tiên cũng lấy 10 môn ba la mật đồng với Phật giáo Nguyên Thủy thôi. Cái khởi đầu là mình phải có cái tâm thương người trước đã. Mà ông thầy tu mà không có cái tâm thương người thì gọi là tu. Tại vì cái lúc mà mấy thầy tu đó thì rất sợ bị ảnh hưởng xã hội. Cho nên trên bước đường tu đó là sợ ảnh hưởng xã hội, sợ xã hội chi phối mình. Cho nên tu cái hành viễn ly đó, sợ chứ. Sợ bị ảnh hưởng, sợ người ta chi phối mình, cho nên mình tránh. Mình tránh, mình sợ. Cho nên sợ lệ thuộc tình cảm chi phối, sợ lệ thuộc đời sống vật chất chi phối. Hai cái này là hai cái mà tối kỵ nhất của người tu xuất gia, tức là mấy thầy. Tại vì bị vật chất chi phối là không được giải thoát rồi, lệ thuộc. Cho nên cái vấn đề ăn uống đó, thì cái trường hợp này để hạn chế tối đa, hạn chế tối đa vấn đề ăn uống. Sợ nghiệp sanh ra,
ăn nhiều nữa thành nghiệp sanh ra. Cho nên lúc bây giờ cứ đi tìm thức ăn ngon mà ăn nữa, thì cái này là còn tu hành gì nữa, đọa rồi đó. Cho nên bớt lần cho đến cái lúc ăn vừa đủ sống thôi. Ăn vừa đủ sống, ăn vừa đủ sống để tiếp tục tu hành thôi. Tại vì không ăn thì chết, cho nên thôi phải ăn thôi. Đây là trên bước đường tu đó. Tại vì từ cái chỗ này đó mà không phát Bồ Đề Tâm được là chỗ này, gọi là hành viễn ly, xa rời cuộc sống, xa rời xã hội sợ tình cảm chi phối. Vì vậy đó mà các thầy tỳ kheo phần lớn đó, là thường thường tu cái tứ niệm xứ quán trước. Lúc nào bốn cái điều này nó cũng đè nặng ở trên tâm. Thân, thọ, tâm, pháp, bốn cái này. Làm sao mà xả ly cái này? Đây. Làm sao mà mình không lệ thuộc cái thân vật chất này, để mình khỏi lệ thuộc vật chất, để mình khỏi lệ thuộc tình cảm. Tức là không có cái thân vật chất, tại vì có thân thì mới có khổ. Bây giờ làm sao mình không lệ thuộc thân? Rồi cái thứ hai là không lệ thuộc thọ. Thọ thuộc với tâm, tâm pháp. Tại vì không lệ thuộc với tình cảm, tức là sống biệt lập đó, sống đi. Cho nên cái này nữa, ta cuối cùng đạt tới cái chỗ gọi là thú tịch thinh văn. Đi vào trong cái chỗ tịch tỉnh, đi vào chỗ tịch tỉnh tức là xa rời cuộc sống. Vì vậy mà không phát Bồ Đề Tâm được, không phát Bồ Đề Tâm được. Cho nên phần nhiều là cái người cư sĩ, người cư sĩ tại gia này này, con người thường này nè, mà có thể phát tâm thành Bồ Tát Đạo được. Đây là cái điều rất là quan trọng. Cho nên nó làm cư sĩ, nó có cái ưu thế của cư sĩ. Mà đi xuất gia nó có cái ưu thế của xuất gia. Thành giờ thầy đi xuất gia rồi nữa thì có nhiều cái việc mà quý vị làm được mà thầy đâu làm được không? Đây, thấy đó. Cái này cư sĩ làm được, nhưng mà người đi tu rồi làm được. Nên Phù Vân Quốc Sư đó thì cũng thương người, muốn cứu đời. Nhưng vì ông là ông sư cho nên ông làm được. Cho nên đó, bây giờ đó, ông mới chỉ cho Trần Thái Tông đó, làm. Phù Vân Quốc Sư nói là tôi cũng thương người nhưng mà tôi không làm được. Cho nên ông cũng thương người giống tôi nhưng mà ông làm được thì ông nên làm đi. Tôi ủng hộ cho ông. Các vị thấy không? Tại bây giờ đó, ông này làm sư thì không thể làm vua được, không thể mà cầm quân giết giặc được, không có làm chuyện này được. Ông cư sĩ là làm này được. Từ một con người mà phát Bồ Đề Tâm đi lên dễ, nhưng mà tại vì đi qua cái ngã rẽ xuất gia, làm sa môn. Làm sa môn rồi nữa thì thực tập các cái pháp của sa môn này nữa, cho đến khi đắc thánh quả La Hán. Thì Đức Phật đã đắc thánh quả La Hán rồi thì cũng có thể phát Bồ Đề Tâm được. Đắc thánh quả rồi thì mình biết được hết tất cả rồi, qua được giai đoạn này rồi thì bây giờ phát Bồ Đề Tâm mình làm nữa thì mình làm dễ hơn con người. Cho nên mấy thầy tu đó mà khi làm đó thì họ làm được cái việc tốt hơn người thường làm, là tại vì họ đã qua một cái giai đoạn, qua cái giai đoạn tu của họ rồi, tức họ kinh nghiệm rồi. Họ biết rồi, họ không bị xã hội chi phối nữa, mà họ có trí tuệ rồi. Cho nên khi mà đắc quả La Hán rồi, thì lúc bây giờ Đức Phật nó sẽ phát tâm Bồ Đề tu. Thì họ tu dễ hơn là cái người mà cư sĩ năm giới này tu. Cho nên mấy thầy đắc đạo rồi, đã tu thì nó dễ hơn. Thì cái chỗ, cái chặng đường phát Bồ Đề Tâm hành Bồ Tát Đạo này nữa, thì các vị xuất gia, các vị tại gia tu chung. Tức là Bồ Tát Đạo là con đường chung của tất cả các pháp môn tu đều đi về đây hết con đường này. Đây là con đường thành Phật, có một con đường thôi chứ không đường khác. Thành ra con đường thanh văn, nếu mà đắc quả La Hán rồi đó, mà nhập diệt thì hết. Nhưng mà đắc quả La Hán rồi phát Bồ Đề Tâm thì ta hành Bồ Tát Đạo thì dễ hơn. Có nghĩa là con người ta nó đã tốt rồi,
có người ta không bị xã hội chi phối rồi, có người ta đủ trí tuệ để nhìn thấy cuộc đời rồi, thì bây giờ ra làm chắc chắn là không phạm sai lầm được, phải không? Còn các đạo hữu mà chưa kinh qua cái giai đoạn thinh văn này, chưa qua cái giai đoạn tu này đó, thì thường thường mình ra mình làm, đôi khi mình còn phạm phải những cái lỗi lầm Phật giáo nguyên thủy mà như là các cái nước Nam truyền đó. Còn nhiều ai lớn lên người ta cho đi xuất gia, tức là ở chùa thời gian tu này, tập tu trước đi, rồi sau ra này làm vua, làm quan, làm tướng, làm gì đó làm. Tức là có một cái thời gian tu trước đi, ra này làm nữa, thì cái chất tu nó còn ở trong. Chất tu nó còn ở trong. Cho nên làm gì thì làm, nhưng mà cũng có nhớ Phật. Đấy. Thì cái này, cái cách của họ như vậy đó. Cho nên ở bên Thái Lan ấy, thì tất cả các ông vua đều phải đi tu hết, phải có xuất gia một thời gian ấy, rồi mới lên làm vua. Đó là cái điều đặc biệt của Phật giáo Nam truyền. Thì bây giờ đó, khi mà phát Bồ Đề Tâm này đó, thì các vị A-la-hán họ phát Bồ Đề Tâm, họ tu nữa, họ tu dễ hơn người thường ấy. Tức là bản chất của họ trong sạch rồi, bản chất họ trong sạch, nghiệp họ không có. Nghiệp không có, rồi là có trí tuệ nữa. Thì cái trường hợp này đó, chắc chắn họ làm việc gì cũng dễ. Có trí tuệ rồi cho nên họ nhìn, họ thấy cái gì ra cái đó hết, họ không bị mắc lầm nữa. Cho nên họ hành Bồ Tát Đạo, tức là đi thẳng lên con đường này. Họ không phải nhờ các cái vị Bồ Tát khác mà lãnh đạo, tại họ thấy rồi. Cho nên cái thấy của họ, cái biết của họ cũng giống như cái thấy biết của các vị Bồ Tát thôi. Cho nên họ không cần phải làm chứng thuộc, mà họ phát Bồ Đề Tâm ấy, thì họ hành Bồ Tát Đạo luôn ấy. Họ trở thành những người lãnh đạo luôn. Còn bây giờ đó, bên các hàng cư sĩ đó, mà mình phát Bồ Đề Tâm rồi đó, mình cần phải nương các vị Bồ Tát lớn rồi. Tại vì mình nhìn sự vật chưa chính xác, phải không? Mình nhìn chưa chính xác, cho nên nhờ các ngài trợ lực cho mình thì mình thấy mới chính xác. Cho nên trên bước đường tu của thầy thì nhận cái này ra rất là rõ. Cho nên có nhiều khi đó mà cái công việc đó mình không quyết định được, thì bây giờ đó mình ngồi yên, mình nghĩ tới các vị Bồ Tát, để các ngài gia bị tới đó, thì tự nhiên đó mình là quyết định được. Đây là cái điều quan trọng nhất, tức là nhờ các vị Bồ Tát gia bị tới, cho nên cái này làm quyến thuộc Bồ Tát là như vậy. Còn nếu đủ sáng suốt rồi thì thôi khỏi nhờ, mình thấy biết rồi. Thì sáng nay mình tự mình biết phải đi đâu, phải làm gì, phải gặp ai rồi thì còn phải nhờ họ chứ. Còn bây giờ để mình chưa biết, cho nên để mình phải hỏi, mình hỏi thầy sáng nay bây giờ con đi hướng nào? Đó. Và gặp ai đây, mà nói cái gì, phải không? Đó. Thì bây giờ Phật mới chỉ cho mình chỗ này đó. Ông đi tới đó đó, ông sẽ gặp ông kia đó, cho ông nói với ông kia cái này, tại vì ông thành công. Cho nên mọi việc là có Phật chỉ đạo, mà nếu không chỉ đạo là mình quyết định là sai. Thành ra nhớ tất cả các Phật tử đó, thì mình siêng năng, mình lại Phật, mình cầu Phật gia bị tới để cho mình đủ sáng suốt để quyết định không sai lầm trên cuộc đời. Thì bây giờ đó, cái khởi đầu mình tu, cái hạnh đầu tiên đó, là Đức Phật nó phải có lòng thương người. Lòng thương người là cái căn bản của Bồ Tát. Nếu không thương người thì cái trường hợp này nó không hành Bồ Tát Đạo được. Mà lòng thương người đó, cái này nó gắn liền với Bồ Tát Quan Âm. Cho nên Bồ Tát Quan Âm ta gọi là Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Lòng thương người, không ai mà thương người hơn Bồ Tát Quan Âm. Thầy hồi nhỏ, thầy định làm chuyện này làm chuyện kia, tức là làm chuyện lớn, thích làm chuyện lớn. Thế Hòa Thượng Trí Tịnh mới nói với thầy, ông có nghĩ là ông thương chúng sanh hơn Bồ Tát Quan Âm không? Tại sao Bồ Tát Quan Âm không cứu? Đã, phải coi cái chỗ này. Tức là cái người đáng cứu thì mới cứu, chứ không phải cứu hết được, không phải ai mà cứu được đâu. Cái người đáng cứu thì mới cứu được này. Chứ mình thấy nhiều người trên cuộc đời này hoạn nạn, thấy
thấy đáng thương quá mà mình không thể nào làm được. Khi phát Bồ Đề Tâm rồi đấy, mình hay rơi vào chỗ này. Cái cảnh thương tâm quá nhiều trên cuộc đời này đấy, nhưng mà mình đâu có làm được việc gì đâu. Cho nên nằm ở trong cái luật nhân quả, mình nhìn mình thấy, thấy cái này cứu được thì mới cứu, chứ không phải cái nào cứu được. Nên bây giờ Bồ Tát Dược Vương thì giỏi, tốt, thuốc hay, nhưng mà Ngài nói là cái trường hợp cũng không thể nào cứu được cái người hết số, phải không? Bồ Tát Dược Vương cũng không thể nào cứu được cái người hết số đâu. Tức là hết số rồi không cứu được. Tại nên chỉ cứu được chính cái trường hợp mà của Kinh Dược Sư nói. Thứ nhất là người bệnh mà không đáng chết mà phải qua đời. Không đáng chết mà chết thì cái này mình mới cứu được. Chứ còn đáng chết mà chết thì làm sao cứu? Đáng chết rồi, hết số rồi. Rồi thứ hai là những kẻ chơi bời đam mê tửu sắc. Thứ ba bị bắt, bị xử tử hình. Thứ tư chết chìm. Thứ năm chết cháy này. Cho nên những cái tai nạn, những cái tai nạn như thế đó, thì cái trường hợp này có thể cứu được. Còn hết số chịu đó, gọi là cứu, cứu nạn. Chính cái nạn mà chết rồi đó là làm quỷ, là chết quan này, làm quỷ đây. Cho nên cứu đó, Bồ Tát Dược Vương cứu là cứu cái này thôi. Cho nên những người mà chưa đáng chết mà chết thì cứu được. Những người chưa hết số đó thì cứu được. Cho nên những người chưa hết số nhiều khi bắt đem ra xử tử rồi, tử hình rồi, nhưng mà cũng có người tới cứu, phải không? À, nó khiến có người tới cứu thôi, cũng không chết được. Còn cái người mà hết số rồi đó thì cái trường hợp này đó là phải chết thôi, ai cứu được. Đây là trên bước đường tu đó, là chúng ta phải nhìn thấy rõ, thương người, thương tất cả chúng sanh, nhưng mà thấy biết được cái người nào đáng cứu và người nào cứu được đó, thì chúng ta mới cứu, phải không? Mới cứu, mới giúp. Đó là cái điều quan trọng nhất mà Pháp Bồ Đề Tâm mình làm rồi. Thấy người này đáng cứu cho nên Phật khiến mình tới để cứu họ. Phật khiến mình tới thì Đức mình cứu được chứ. Còn họ nó đáng chết rồi, Phật không có khiến mình cứu, mình tới mình cứu không được. Cho nên khi mình làm được việc này, nhưng mà việc khác đôi khi dễ hơn mà làm được. Thì Thầy nói cái này là tại vì Phật không muốn mình làm, cho nên thôi chịu thua. Cái chuyện này thiệt là khó, nghĩ không thể nào làm được, nhưng mà làm được, cái này Phật muốn mình làm. Rồi qua cái chuyện này dễ, mình thấy dễ, chuyện nhỏ mà, rồi làm không được. Thì Thầy nói cái này Phật không muốn mình làm. Cho nên Phật này, để quý vị thấy, cái Phật mà thứ nhất là Phật Huệ, tức là trí tuệ của mình thấy được là cái này quý nhất. Cái thứ hai là gì? Là chư thiên mách bảo cho mình, hay là Bồ Tát chỉ bước cho mình để mà mình biết được. Cho nên cái thứ ba đó là Phật Huệ, trí tuệ của Đức Phật rọi tới mình để tâm mình sáng lên, mình biết được việc. Đó là mình làm. Cho nên việc thứ nhất là thương người, mà thương người rồi mới đi tới cái chỗ cứu người, cứu đời. Thì cái tiêu biểu nhất đây đó, cái hạnh này là Bồ Tát Quan Âm làm. Cho nên Bồ Tát Quan Âm, quý vị thấy 12 lời nguyện của Ngài, phải không? Nó có một lời nguyện đó là ở Ta Bà vào địa phủ. Mặc dù Ngài đó là cái người được Phật Di Đà nó chọn để thay cho Đức Phật Di Đà ở bên Tây Phương làm giáo chủ, nhưng mà Ngài không ở Tây Phương. Ngài không ở bên Tây Phương. Ngài nói là con thích ở bên Ta Bà, ở thế giới Ta Bà này, và thỉnh thoảng thì đi vào địa ngục cứu người. Ở Ta Bà và vào địa phủ, cái việc này là việc Quan Âm. Cho nên nguyện của Quan Âm là chỗ đó. Cho nên cái khi đó mà Thầy tụng Kinh Pháp Hoa đấy, tự nhiên Thầy thấy cái này đó, Thầy mới có lời pháp nguyện đó. Tức là cõi Ta Bà thể hiện độ sanh này. Ta nên ở cái
thế giới ta bà này để độ sanh là đi theo Bồ Tát Quan Âm. Cho nên quyết lòng cứu độ chúng sanh muôn đời là cái này, là hạnh của Bồ Tát Quan Âm. Thành ra lấy cái hạnh Bồ Tát Quan Âm làm cái hạnh của mình thì được Bồ Tát Quan Âm gia bị tới, cho nên mình cũng có thể làm được cái việc mà của Bồ Tát Quan Âm. Đây là trên bước đường tu. Hồi còn trẻ nó là thầy tin Bồ Tát Quan Âm, và lúc nào đó là trong người thầy cũng có đeo cái tượng Bồ Tát Quan Âm. Cho nên đây là cái điều quan trọng nhất. Cái hạnh này là hạnh ban đầu, khởi tâm đại bi lên và cứu chúng sanh. Cái hạnh này là hạnh thứ nhất. Thì đối với chúng sanh thì mình gì? Có ba cái trường hợp mình làm: tài thí, pháp thí, vô quy thí. Tài thí, pháp thí và vô quy thí, tức là bố thí này mình. Cái hạnh bố thí làm đầu của Bồ Tát có ba cái này. Thì bây giờ đó, nếu là thanh văn đắc thánh quả là hán rồi, là cái người này có trí tuệ đầy đủ, cho nên lúc bây giờ là pháp thí. Tức là pháp thí, tức là mình biết hết rồi, biết hết rồi, cho nên mình mới tới mình chỉ dẫn cho họ, mình chỉ dẫn cho họ con đường sống. Đây là pháp thí, chứ không phải là ngồi đây thuyết pháp nữa. Pháp thí cái này phải, pháp thí là trực tiếp chỉ dẫn cho họ cái con đường sống. Tại vì tất cả mọi người nó đều có con đường sống, con đường sống. Mà tại vì mình không thấy được con đường sống của mình cho nên mình chết rồi. Bây giờ nhờ Bồ Tát Quan Âm chỉ cho mình cái con đường sống, có nghĩa là ông nên sống như thế này, như thế này, như thế này thì ông mới sống được. Còn ông sống như thế này thì chết. Đây là tử lộ này, đây là sanh lộ đấy, đây là tử lộ đấy. Đấy là cái điều quan trọng nhất. Chỉ được con đường sống cho họ, để cho họ sống được. Đây là con đường sống. Con đường sống, nên sống như thế này. Tại vì tất cả mọi người trên cuộc đời này không đáng chết mà chết. Tại vì không thấy được con đường sống của mình mà mình đi vào con đường chết thì phải chết chứ. Tại sao không thấy? Tại vì tham lam, tại quá tham lam cho nên trở thành hôn ám. Tại vì quá bực tức đi cho nên liều mạng chết. Tại bực tức quá cho nên liều mạng phải chết thôi. Còn quá tham lam cho nên đúc đầu vô chỗ chết thì phải chết. Cho nên chỉ cho họ con đường sống. Con đường sống là con đường gì? Con đường này là diệt đi tham và giận. Tham và giận, bỏ cái tham và giận ấy, thì mình thấy rõ hơn. Không tham và không giận thì đương nhiên thấy rõ chứ. Mình không tham thì ai dụ dỗ mình được, ai gạt mình được. Tại vì mình tham cho nên mình bị gạt. Đa số trên cuộc đời này là người ta bị cái này nhiều hơn. Cho nên bây giờ chỉ cho nó con đường sống. Anh hạn chế vấn đề tham đi, phải không? Đừng ham muốn nữa. Anh thấy đúng, làm những cái gì mà trong tầm tay của mình, làm cái chuyện trong tầm tay của mình, trong cái hiểu biết của mình á, thì cái trường hợp này làm sao chết được. Trên bước đường tu, cái điều này là điều quan trọng nhất. Mà thầy đã từng trải nghiệm cái này là không chết được. Tại mình đi con đường sống chứ mình đâu đi con đường chết. Đi con đường chết là đi theo con đường tham lam. Tham lam cho nên đúc đầu vô chỗ chết thì phải chết thôi. Bực tức quá cho nên liều mạng cho nên cũng phải chết thôi. Bây giờ con đường sống của mình là con bình tĩnh và sáng suốt. Tất cả các Phật tử nên nghĩ cái này. Cái bước đầu tiên nhất là mọi việc đối với thầy đó, thì càng khó khăn thì càng bình tĩnh. Càng khó khăn thì càng bình tĩnh. Tại khó khăn thì mình cần bình tĩnh để mình tìm ra cái lối thoát. Bình tĩnh đôi khi thoát được, nhưng mà mất bình tĩnh là chết. Mất bình tĩnh là dễ phạm sai lầm và dễ chết. Cho nên các Phật tử nên nhớ cho nên. Cho nên mình hiện hữu trên cuộc đời này hành Bồ Tát Đạo là mình nhìn thấy những người chung quanh mình mà có duyên với mình
mình có thể cứu được, có thể độ được, có thể giúp họ được, mà giúp cái chuyện này quan trọng. Thấy họ sắp sửa rơi vào chỗ chết này, họ sắp sửa bước chân vào tử lộ này, con đường chết này, thì mình ngăn lại, ngăn lại, không cho chết. Tại vì họ bị ác ma dụ dỗ, tức là lòng tham của mình nó ngang với lòng tham của ác ma, cho nên ác ma dụ dỗ. Ác ma dụ dỗ cho nên dụ dỗ mình, thì bây giờ mình tham cho nên mình kết hợp với ma, thì đương nhiên chết thua. Cho nên nếu mà mình hành Bồ Tát Đạo đó, thì mình thấy cái người này sắp rơi vào lưới ma đó, mình tới mình nói lại. Thì họ rơi vào lưới ma, mà rơi vào lưới ma rồi thì họ bị tà giáo ràng buộc. Lọt vô cái lưới của nó rồi thì nó bày ra cái này, bày ra cái kia, bày ra cái nọ, bày đủ thứ chuyện hết nữa, mình không còn đường thoát nữa. Cho nên mình ngăn được. Cái này là pháp thí này, tức là chỉ cho họ con đường sống, phải không? Chỉ cho họ con đường sống, phải như vậy đó. Phải bình tĩnh lại đi, nhìn thấy thử. Tại bây giờ nó biểu đem bán cái nhà này đi, đem cầm vô ngân hàng đi, để lấy một số tiền này ra, hợp tác với nó, tháng nó cho mình cái số lãi bao nhiêu lần đó, ngồi không ăn sướng, khỏi làm nữa. Quý vị nghe không? Sướng quá biết không? Ma mà, ma nó dụ mình. Nếu mình sáng suốt chúng mình nghĩ vậy, tại sao mà bây giờ 1 tỷ đồng mà 1 tháng nó cho mình 100 triệu, nghĩ lấy đâu ra, nó làm cái gì đấy, chết không? Cho nên ngăn được lòng tham. Cho nên khi nó bực tức quá, nó muốn giác vào nó chém người ta đi, mình ngăn lại, ngăn không cho giết người, quả báo nữa, ở tù nữa, tử hình nữa, con đường chết nữa. Cho nên cái này bình tĩnh lại rồi mình thấy có nên giết hay nên không. Bình tĩnh lại rồi thấy thôi, như vậy mình con đường sống mình còn. Cho nên lòng tham và bực tức, hai cái này đó là con đường chết này. Trên đời này đó 99% đó là người ta chết vì lòng tham và chết vì bực tức. Hai cái này nó làm cho mình trở thành ngu muội. Cho nên lúc bây giờ đó, Đức Phật dạy mình là vô tham, vô sân, vô si. Tức là không tham, không giận, thì tâm họ sẽ bình tĩnh và sáng suốt. Cho nên tu cái pháp của Bồ Tát đầu tiên đó, đi vào cuộc đời, sống với cuộc đời, nhưng mà cứ nhớ lúc nào cũng phải bình tĩnh sáng suốt, bình tĩnh sáng suốt, bình tĩnh sáng suốt, thì mới sống được. Chứ khởi lên lòng tham mà bực tức là chết liền bực tức. Ta nói thầy mà sanh ra trong thời Pháp thuộc, lớn lên trong thời chiến tranh, truyền đạo trong cái thời sau chủ nghĩa, nhưng mà bình yên được là nhờ lúc nào cũng nhớ bình tĩnh sáng suốt, bình tĩnh sáng suốt. Làm những cái việc đáng làm những cái việc mà nên làm. Thì mình làm cái này có ai cản mình đâu. Nên cái ngày mới thành lập giáo hội đó, đầu tiên đó, thầy làm trưởng ban hoằng pháp, thầy tới đảnh lễ hòa thượng pháp chủ. Thì thầy hỏi hòa thượng, bây giờ trong cái nước sau chủ nghĩa mình nên hoằng pháp như thế nào? Thành ra hòa thượng dạy đơn giản thôi, làm những cái gì mà luật pháp không cấm, phải không? Làm những cái gì mà người ta cho phép. Đây. Còn nếu mà làm những cái việc mà luật pháp cấm, làm những cái việc mà không được phép làm thì cái này chết rồi. Cho nên cái điều này là điều quan trọng nhất. Tân Hòa Thượng dạy thầy chỉ có 1 câu thôi, nhưng mà một câu nói này rất giá trị. Cho nên lúc nào thầy nghĩ tới làm những cái việc nào mà luật pháp cho phép, làm những cái việc nào mà người ta không cấm. Cho nên tới luật pháp cho phép, nhưng cái vùng này nó cấm, mà mình vô đó mình làm, nó bắt mình sao? Đây là cái điều quan trọng trên bước đường tu. Cho nên cái thứ nhất mà Đức Phật nói là cái công đức lớn nhất là pháp thí, tức là chỉ cho họ con đường sống, chỉ cho họ con đường sống.
để cho họ tự sống, cái này họ trở thành quyến thuộc Bồ Đề của mình. Rồi tới cái thứ hai nữa là gì? Tức là vô quý thí. Tức là làm cho họ không sợ. Làm cho họ không sợ. Thì làm sao mà cho họ không sợ, bảo đảm họ được. Thế nên họ không sợ để họ sống. Đa số đó người ta không thấy, không biết, cho nên người ta sợ quá. Tại vì nhiều khi sợ quá chết. Nhưng mà không sợ đôi khi không chết được. Vì vậy đó mà bảo đảm được cái sự sống của họ, họ không sợ, gọi là vô quý. Họ nương với mình, mình có một cách sống mà bình yên, cho nên chỉ cho họ cách sống bình yên này. Họ sống như vậy đó, họ không sợ, an lành, sống được an lành. Thí dụ như hồi xưa 300 năm về trước, Hòa Thượng Phật Ý đi theo di dân đi về gia đình này. Thế nên ở đây đó thì rắn, rít, mũi, mồng, hổ, báo, toàn là thú dữ nhiều đó. Người ta sợ lắm. Cho nên bây giờ đó, Hòa Thượng ở chung với họ, tới đó ở với họ. Rồi lúc bây giờ đó, Hòa Thượng dạy họ đó, làm cái hàng rào chung quanh, rồi tối đốt lửa lên. Tối đốt lửa lên. Đốt lửa, thấy có hàng rào và thấy có lửa, thì hổ báo nó không có tới. Và trong lúc đó, đó là thêm cái nữa đó, là Hòa Thượng dạy cho họ cái cách tự vệ. Tự vệ phòng thân. Nhưng nói một cách nào đó là võ thuật. Thành ra võ thuật để tự vệ, để phòng thân. Đây là cái điều quan trọng nhất. Tại vì khi mà mình tự vệ được, mình phòng thân được, thì mình sẽ bớt sợ những cái này. Mình có tự tin rồi đấy thì mình không sợ. Cái thứ hai nữa đó, là khi mà đáng chết thì trường hợp phải chết thôi. Thành ra mấy thầy nói với thầy đấy, nó chết tới nơi mà sao thầy không sợ. Thầy nó chết tới nơi mà sợ thì cũng chết, thì sợ làm chi nữa. Thành ra bình tĩnh và chấp nhận cái chết đó, thì mình có thể về Phật được. Chứ sợ quá hốt hoảng lên mà chết đó, thì đi về đâu. Cho nên nó càng nguy hiểm, càng khó khăn thì càng bình tĩnh, để trong lúc đó mình sáng suốt, mình thấy được con đường đi. Cho nên sống thì an lành và chết thì cũng an lành, phải không? Cái này là vô quý thí. Còn cái thứ ba là cái dở nhất, cái thấp nhất là gì? Tức là tài thí. Thấy nó đói mình cho nó bánh mì cũng được đi, không? Thấy nó nghèo quá mình giúp nó mấy đồng nó sống đỡ đi cũng được. Nhưng mà cái này nó rất khó khăn, rất khó khăn. Tức là giúp đỡ cho nó để nó đi lên, nó dâng lên. Thì còn giúp đỡ cho nó mà để nó trở thành ăn hại thì cái này nên cân nhắc. Nên cân nhắc. Cho nên có những người nó lạ lắm. Nó lười lao động, không thích làm, thích hưởng thụ thôi. Mà như vậy đó, thì mình đem mình nuôi hết những người này đó, cho đến suốt đời đó. Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa, mà nuôi cho họ đến suốt đời, 80 tuổi rồi họ chết đó, họ được cái gì? Cho nên đó, cái điều quan trọng nhất là phải dạy cho họ, họ phấn đấu, họ đi lên, họ làm con người xứng đáng với danh nghĩa con người, họ làm con người nhưng mà được mọi người kính trọng, để họ trở thành hiền thánh. Thì cái này đó là điều quan trọng. Các Phật tử nên suy nghĩ chỗ này. Chứ không phải bố thí, nghe nó bố thí rồi mình có bao nhiêu tiền của đem cho hết rồi mình rơi vô trong tình trạng nghèo đói khổ sở, rồi tới chừng đó đó thì bỏ tu. Cái này sai. Tức là cái người đáng thí thì mình thí. Thí họ cái thứ nhất là gì? Bây giờ nếu mình không cho họ ăn họ chết, cho nên phải cho họ ăn. Cho họ ăn rồi họ sống được rồi đó, thì bây giờ nếu mình khuyến khích họ nên đứng dậy bằng hai cái chân của mình, nên sống bằng hai cái tay của mình. Tức là phải làm việc, sống thì phải làm việc, chứ không có thụ động ngồi đó chờ người ta cho ăn, phải không? Cái này không nên. Đây là cái điều quan trọng nhất ở trên cuộc sống của mình. Thì từ cái chỗ
đứng bằng hai cái chân của mình và sống bằng hai cái tay của mình này, thì cái trường hợp này lần lần mình sẽ đứng vững hơn. Thì cái này là tài thí. Cho nên Bồ Tát đi vào trong cuộc đời này đó, họ hành bố thí là làm ba cái việc này. Chứ người gặp đói quá thôi cho nó ăn đi, ăn xong rồi đó là phải khuyến khích nó làm và chỉ cách cho nó làm, chỉ cách cho nó sống để nó làm nó sống được, nó nhẹ nhàng. Cái thứ hai mà nó gặp khó khăn nguy hiểm quá thì mình cứu nó chứ, mình có điều kiện cứu nó, giang tay cứu nó được thì mình nên cứu, cứu nó. Mình có thể bỏ tiền ra để mà cứu mạng nó cũng được, mình có thể dùng uy tín mình mà cứu mạng nó cũng được, dùng sức mạnh mình mà cứu mạng nó cũng được. Thì cái này đó là vô hủy. Mà cái điều quan trọng nhất là cái pháp, tức là chỉ cho nó con đường sống. Nó biết cách sống rồi nữa thì thôi nó tự lo cuộc đời nó. Thì thầy ngừng ở đây, bữa sau thì mình sẽ tiếp tục. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đời và chúng sanh.